Thưa quý vị, dạng sáng mùng 1 tháng 2, ngôi nhà cấp 4 với diện tích khoảng 50m2 ở xã Cổ Am, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bốc cháy, khiến ba mẹ con thiệt mạng, con gái lớn may mắn thoát nạn. Lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng cho biết ba mẹ con thiệt mạng do ngạt khói. Theo thông tin ban đầu, lúc hơn 3 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xã Cổ Am. Ngay sau đó, hai xe chữa cháy của công an huyện Vĩnh Bảo và một xe chữa cháy của công an huyện Tiên Lãng cùng các cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này đám cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50 m2, xác định có người bị nạn. Lực lượng chữa cháy phá khóa, phá cửa vào bên trong nhưng ba nạn nhân đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là ba mẹ con, gồm chị PTX sinh năm 1981, thường trú ở Thanh Hóa, con trai NHD sinh năm 2016 và con gái PND sinh năm 2018. Con gái lớn của chị NL là NPTT sinh năm 2008 đã thoát ra ngoài trước đó. Theo cơ quan chức năng, chị NL và chồng là anh NHD sinh năm 1981, quê Thái Bình đến thuê trọ ở đây từ năm 2019 để nấu cháo bán. Vợ chồng anh D có 3 người con, hai gái một trai. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh D đang đi làm, khoảng 3 giờ 30 phút anh nhận được tin báo từ hàng xóm về việc ngôi nhà đang thuê ở bị cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 1 vừa qua, Bắc Bộ chìm sâu trong rét đậm, rét hại kéo dài, gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khi mọi người đều tất bật trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên từ ngày mùng 1 tháng 2, không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, tình trạng sương mù sẽ tái diễn ở miền Bắc vào sáng sớm, kéo theo chất lượng không khí xấu đi trong những ngày giáp Tết. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu tháng 2 trở đi, không khí khô sẽ được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn sau ngày 2 tháng 2, các tỉnh bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét về đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cũng cho biết những ngày tới nền nhiệt tại miền bắc tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất 24 đến 26 độ C vào cuối tuần. Mưa phùn chỉ xuất hiện rải rác vào sáng sớm, ban ngày thời tiết có nắng nhẹ. Các chuyên gia nhận định. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù là một trạng thái thời tiết theo mùa ở miền Bắc, thường xuất hiện giai đoạn mùa xuân, độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu. Tình trạng này gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin về tình hình quan hệ lao động trước Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn cả nước. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đơn vị tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 ước đạt 8,65 triệu đồng một tháng, tăng 5% so với năm 2022 và có hơn 2.600 người lao động bị nợ lương. Theo đó, về tình hình nợ lương, có 19 doanh nghiệp ở 9 tỉnh, thành phố nợ 55,3 tỷ đồng tiền lương của 2.632 người lao động, bình quân nợ 21 triệu đồng một người. Tổ chức công đoàn đánh giá so với năm 2022, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm. Nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn năm 2022 là 23 doanh nghiệp nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương, quần 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng một người. Về tiền thưởng Tết âm lịch giáp thìn năm 2024, mức thưởng bình quân trên cả nước là 6,83 triệu đồng một người, sắp xỉ mức thưởng dịp Tết âm lịch năm 2023 là 6,86 triệu đồng một người lần đầu tiên sau 13 năm tổ chức lễ hội đường sách Tết, mà tổ chức lễ hội đường sách Tết giáp thìn 2024 sẽ chuẩn bị 6.000 quyển sách để lì xì si sách cho người tham dự với thông điệp mở trang sách mới, mừng thăm mới. Chương trình lì xì si sách Tết không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là một thông điệp ý nghĩa, trân trọng trí thức, niềm hân hoan và những kỳ vọng trong một năm giáp thìn nhiều khởi sắc. Lì xì mừng tuổi đầu năm là một phong tục mang nét đẹp văn hóa Á Đông trong dịp Tết Nguyên đán. Từ ý nghĩa đó, chương trình lì xì sách là hoạt động đầu tiên được tổ chức tại lễ hội đường sách Tết nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Ban tổ chức lễ hội đã vận động được 6.000 quyển sách để lì xì cho khách tham quan vào ngày mùng 10 tháng 2 nhằm mùng 1 Tết, gấp đôi số lượng sách dự kiến ban đầu, chưa kể sách điện tử. Trong dịp này, hàng trăm tựa sách sẽ được trao tặng miễn phí đến mọi lứa tuổi bạn đọc trong ngày khai xuân đầu năm. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể nhận lì xì sách tại các gian hàng trưng bày trong lễ hội nằm trong khung giờ cố định từ ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn. Không gian lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn được thiết kế đại cảnh chống đồng Đông Sơn hơn 300 m2 mang biểu tượng thiêng liêng, tinh hoa của văn hóa truyền thống và lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức y tế đáng chú ý khác. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm đầu mối triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, chủ động phát hiện các ổ dịch, khống chế dịch có hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập và ngoài công lập tập trung nguồn lực chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác như xây dựng các phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và tham gia cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Các đơn vị giả soát tăng cường công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 ở các khoa hoặc đơn vị điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện điều trị chăm sóc theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp người bệnh thuộc nhóm nguy cơ nhằm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ biến chứng và tử vong. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tăng cường, thực hiện các biện pháp sàng lọc, kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh, thực hiện công tác tiêm phòng vaccine COVID-19. Đặc biệt, đối với những người thuộc nhóm nguy cơ như là người cao tuổi, người có bệnh nền, tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người dân, không chủ quan, lơ là, phòng chống dịch COVID-19, mặc dù đã chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố sẽ làm đầu mối triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2024. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, chủ động phát hiện các ổ dịch, khống chế dịch có hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát. Cận Tết Nguyên đán cũng là thời điểm miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ nhiều ngày liên tiếp xuống dưới 10 độ C. Thời điểm rét đậm, rét hại và có thời điểm mưa gây nồm ẩm đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi rất dễ xảy ra tai biến đột quỵ. Vì thế, việc dự phòng đột quỵ trong những ngày giá rét rất quan trọng. Theo đó, việc nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh để điều trị kịp thời, cơ hội sống của người bệnh sẽ tăng lên và tỷ lệ mắc di chứng sẽ giảm đi đáng kể. Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong vòng 3 giờ đầu kể từ khi có triệu chứng đầu tiên sẽ phục hồi di chứng đột quỵ não nhanh hơn 3 tháng so với những người được điều trị chậm sau 3 giờ. Do đó, để phòng bệnh đột quỵ, mọi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc, bổ sung thịt nạc, thì da cầm, cá, đậu và sữa, hoặc các sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo. Tập thể dục hàng ngày, kiểm soát cân nặng phù hợp, tránh thừa cân béo phì, không hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, kiểm soát tốt bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, khi thấy có các dấu hiệu nguy cơ gây bệnh đột quỵ, cần đi đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời, tránh để tai biến xảy ra.